Có khi nào bạn cảm thấy bản thân mình kỳ lạ, nhưng mà cũng là thật là đặc biệt. Đặc biệt đến mức mà có hẳn một tên khoa học dành cho nó. We had a little much to drink. Your ears and nose and cheeks are pink. The water from the kitchen sink never tasted so good. ADHD là gì? ADHD hay rối loạn tăng động giảm chú ý là một triệu chứng tâm lý gặp cả ở trẻ em và người lớn, dựa trên những biểu hiện liên quan đến việc thiếu chú ý, hiếu động thái quá hoặc cả hai. Một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của việc thiếu chú ý đó là khó tập trung, thiếu kiên nhẫn, suy nghĩ liên tục về những chủ đề khác nhau và mắc những lỗi vô cùng ngớ ngẩn liên quan đến sự bất cẩn và cẩu thả. Người mắc ADHD cũng có những hành vi hiếu động thái quá như là không thể ngồi yên, hay ngắt lời và hay buột miệng trả lời người khác. Thực ra thì tất cả mọi người đều thỉnh thoảng làm như vậy mà. Nhưng mà không phải ai cũng mắc ADHD. Mình có rất là nhiều ý tưởng, nhưng mà 80% thì sẽ không được hoàn thành. Mình không biết nữa, mình ghi xuống rất là nhiều thứ mình muốn làm, và mình cũng làm nhiều nữa, nhưng mà mình rất là hay bỏ dở. Mọi người có thể thấy trên mạng mình là một người khá là năng động đúng không? Nhưng mà mình có thể nói là những gì mọi người thấy chỉ là khoảng 20% những điều mà mình muốn làm thôi. Nói chung mình là một người khá là hyperactive. Những người có ADHD sẽ hơi gặp một chút khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống. Đó là điều chắc chắn. Tại vì những cái đặc điểm như là thiếu tập trung, hay bốc đồng, dễ bị trì hoãn thì sẽ không phù hợp lắm với một số ngành nghề, chẳng hạn như là lập trình viên. Tuy nhiên trong thực tế thì mình đã thấy rất là nhiều lập trình viên có chứng ADHD nhưng người ta vẫn rất là giỏi. Và mọi người có thể search Google hoặc là lên YouTube để xem có rất là nhiều trường hợp và câu chuyện như vậy. Ngoài ra thì mình cũng thấy là có rất là nhiều thiên tài mặc dù có ADHD nhưng người ta vẫn rất là thành công trong lĩnh vực của mình. Ví dụ như là Nikola Tesla, hoặc là Isaac Newton, hoặc là Einstein, hoặc là có một người nữa mình có đọc, mình có nhớ Stephen Hawking. Track sheets and red wine, movies for two, we'll take off our phones and return of our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose, 'cause you're watching the TV while I'm watching you. There's not many people I'd honestly say I don't mind losing too, but there's nothing like doing nothing.
có cố gắng phân loại hoặc là kiểu label bản thân mình là một người có ADHD. Thật ra mình khá là tự hào về ADHD, tại vì mình thấy nếu mà mình biết cách thì mình có thể kiểu như là mình có động lực để mình có thể thử nhiều thứ. Và mình cũng cảm thấy là có những cái giây phút trong ngày mình làm việc cực kỳ hăng say, cực kỳ đam mê. Và như vậy thì trông khá là hay ho. Mình đổi góc qua đây ngồi. Nói chung là mình thấy là ADHD mặc dù nó có gây cho mình những cái khó khăn trong cuộc sống cũng như công việc, nhưng mà mình không chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ hoặc là gia đình hoặc là bạn bè gì hết. Mình thấy là mình đang chung sống với ADHD của mình khá là vui, và một trong những cái chiến thuật mà mình áp dụng để có thể kiềm chế cái sự hiếu động của mình đó là mình sẽ viết checklist ra và cố gắng là sử dụng cái phương pháp là deep work. Thực ra một ngày đi làm 8 tiếng mình chỉ kiểu tập trung, cố gắng tập trung 3 tiếng. Nghe 3 tiếng hơi ngắn nhưng mà nếu mình tập trung làm thì 3 tiếng mình giải quyết được rất là nhiều công việc ấy. Vậy thôi. Nói chung là video này không phải là solution hay gì đâu, chỉ là mình chia sẻ câu chuyện của mình và kiểu cho mọi người thấy là nếu mà mọi người có những ngày đi làm xong rồi mà lướt điện thoại thì không phải một mình các bạn vậy, tôi cũng vậy. Miễn là mình có ý thức và mình kiểu làm buồn ngày hôm sau là được. Nhiều hồi làm buồn trước mạng không? Ok, và hy vọng là mọi người đã thích video này. Rất lâu rồi mình mới làm video. Ok, bye bye.